Nhà thưa cô là các tế bào nội mô mao mạch, các tế bào nội mô sẽ tiết ra yếu tố TPA, nó sẽ hoạt hóa cho plasminogen thành plasmin, và cái yếu tố này nó sẽ giúp cho cắt đi các liên kết của các sợi fibrin làm cho tiêu cục máu đông. Ừ, chính xác ha. Thì chúng ta biết là cái yếu tố để mà làm cho cái sợi fibrin đó nó bị tiêu đi ha, bị cắt đứt đi á, đó là plasmin ha, plasmin. Thì plasmin ở đâu mà ra? Plasmin đó, nó có nguồn gốc từ plasminogen. Thì plasminogen muốn tạo thành plasmin á thì phải nhờ các yếu tố xúc tác ha. Thì trong đó TPA là chất rất quan trọng. Thì TPA nó sẽ chuyển plasminogen thành plasmin để plasmin có tác dụng ha. Thì khi mà các em học về các cái chất mà có cái tì có cái hậu tố là nogen á thì các em sẽ hiểu là cái chất đó là chất chưa hoạt động đúng không nào? Thì chất đó cần phải cắt bớt đi đúng không? Phải thay đổi cấu trúc đi thì mới trở thành cái chất hoạt động được. Thì plasminogen nó là cái chất chưa hoạt động, cần phải xúc tác để chuyển qua plasmin mới hoạt động được nhé. Ở đây các em qua cái quan sát cái sơ đồ hình vẽ này ha, thì plasminogen sẽ chuyển thành plasmin, và plasmin ở đây á chúng ta thấy là nó có hai vai trò. Plasmin vai trò thứ nhất đó là cắt đứt sợi fibrin đúng không? Vai trò thứ hai của nó là giáng hóa fibrinogen, nó có hai vai trò nhé. Thì các em biết là fibrinogen rõ ràng là nó cũng có vai trò rất là quan trọng trong quá trình đông máu. Thì plasmin nó sẽ giáng hóa fibrinogen nữa. Rồi, vậy thì các em nhìn lại sơ đồ ha. Thì cái sơ đồ này ở bên phía tay trái của các em á thì các em thấy là đó, đây là những cái chất mà có vai trò kích thích để chuyển plasminogen thành plasmin. Còn ở bên phía tay trái á, đó là những chất là ức chế ha, ức chế quá trình chuyển plasminogen thành plasmin. Thì rõ ràng về chỉ định của cái hai nhóm này nó sẽ ngược nhau rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nhóm mà kích thích để chuyển plasminogen thành plasmin trước. Thì ở đây các em thấy nè, những cái chỗ mà chữ tô đậm á, đó là những sản phẩm hiện nay chúng ta đang xài ha, có tác dụng khá là tốt trong việc chuyển plasminogen thành plasmin để tiêu cục máu đông ha. Ví dụ như là TPA, TPA nó là một thuốc luôn á ha. Chúng ta sử dụng TPA cho bệnh nhân. Thì TPA rất là nổi tiếng, bởi vì sao? Bởi vì là có thể cứu chữa được bệnh nhân đột quỵ từ cái chuyện là bệnh nhân đó có khả năng tử vong hoặc là sẽ bị ảnh hưởng tới chức năng của cơ thể rất lớn để trở về cái trạng thái có thể là bình thường hoặc là gần như là bình thường nhé. Thì TPA hiện nay á ở những cái cơ sở điều trị lớn á, ví dụ như bệnh viện đa khoa vùng mình nè là có nè. Thì đây là thuốc cần tiêu sợi huyết đó. Nếu như mà bệnh nhân bị đột quỵ ha do cục máu đông thì trong vòng 2 tiếng ha, phải đưa bệnh nhân tới bệnh viện càng sớm càng tốt, càng sớm thì cái khả năng phục hồi của bệnh nhân càng cao nhé. Thì trong vòng 2 tiếng đó thì chúng ta phải cho bệnh nhân sử dụng TPA để mà tiêu ngay cái cục máu đông ha. Thì bệnh nhân có khả năng phục hồi lại cái chức năng của các cái tế bào thần kinh trung ương. Thì khi mà các em gặp một cái bệnh nhân mà bị đột quỵ á, các em xác định là bệnh nhân bị đột quỵ á, thì cái quan trọng á là đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế là đúng rồi. Nhưng mà một việc nữa các em cần nhớ đó là ghi lại cái thời gian bệnh nhân bị đột quỵ nhé, để cho bác sĩ dễ thực hiện can thiệp ha. Rồi, như vậy là chúng ta thấy TPA nè, là có vai trò chuyển plasminogen thành plasmin nè. Urokinase cũng có vai trò chuyển plasminogen thành plasmin nhưng mà tác động của nó không có mạnh ha. Rồi streptokinase nó cũng có vai trò chuyển plasminogen thành plasmin ha. Thì streptokinase hay ứng dụng ở trong các khoa chấn thương chỉnh hình á, để người ta dùng tiêu các cái cục máu đông ha. Rồi hoặc là anisteslaa cũng có vai trò chuyển plasminogen thành plasmin.
Vậy thì sẽ có những cái yếu tố ha, những cái thuốc có vai trò là ức chế quá trình chuyển plasminogen thành plasmin ha. Thì những cái thuốc ở bên phía tay tay phải của chúng ta đó là những thuốc mà chống tiêu fibrin ha, chống tiêu fibrin. Ví dụ như là thuốc amino caprylic acid ha, nó sẽ làm vững bền plasminogen ha, không cho plasminogen chuyển thành plasmin. Rồi, bây giờ các em mới qua phần các thuốc chống đông máu ha. Thì các thuốc chống đông máu á, thì ở trong sách á, chắc chắn là viết nhiều hơn cái phần trình bày của cô ha. Thì thuốc chống đông máu á, thì chúng ta sẽ thấy là có nhóm thuốc chống đông máu ở trong cơ thể hoặc là ở ngoài cơ thể, đúng không? Thuốc trong chống đông máu ở trong cơ thể thì chúng ta sẽ sử dụng để điều trị một số bệnh lý, đó không nào? Còn thuốc chống đông máu ở ngoài cơ thể thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như là chúng ta tráng các cái ống nghiệm, đúng không? Để khi mà được máu vào trong đó nó không có bị đông, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng ở trong một số các thiết bị ở trong chạy thận nhân tạo á, để khi mà chạy thận, các em biết chạy thận là lọc máu mà, thì máu nó sẽ không bị đông, đúng không nào? Thì đối với lại các cái thuốc chống đông máu á, mà cái phần đầu tiên mà các em đọc ở trong sách cô sẽ không có dạy đâu. Ví dụ như là canxi, các cái chế phẩm mà phức hợp với canxi như là sodium citrate chẳng hạn, cô không có dạy ha. Những cái đó thì các em tự coi. Hoặc là những cái chất làm bền thành mạch như là carbamazepine ha, hoặc là adrenoxin, cô không có dạy đâu. Nhưng mà trong cái phần thực hành để nhận biết thuốc á, là các em có học một số loại đấy, ví dụ như là adrenoxin là có học đấy, thì các em coi, bởi vì cơ chế của nó không có quá phức tạp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thuốc chống đông máu được sử dụng nhiều ha, những thuốc mà hiện nay chúng ta được đánh giá rất là cao về hiệu quả chống đông. Thì thuốc đầu tiên chúng ta học đó là heparin. Heparin ha, thì cái chữ heparin này á, thì nếu mà bạn nào đọc sách tiếng Anh nhiều thì chúng ta sẽ biết là cái chữ này nó có một cái gốc từ, đó là gốc từ hepa. Gốc từ này có nghĩa là thuộc về gan nhá, heparin. Thì bởi vì là heparin được tìm ra thấy nhiều ở gan nên người ta đặt tên nó là heparin. Chứ còn thực ra không phải là mỗi gan mà có thể có heparin nhé, còn có những cái cơ quan khác cũng có heparin nữa. Thì bản chất của heparin là gì? Nó là một cái hỗn hợp không đồng nhất của các mucopolysaccharide sulfat nằm ở bề mặt của các tế bào nội mô mạch. Nó là polysaccharide, nhớ là như vậy, nó là polysaccharide. Mà các em biết polysaccharide là gì rồi? Polysaccharide là gồm có những cái phân tử đường đơn nối với nhau, đúng không? Nó là một cái chuỗi đường rất là dài, nó là polysaccharide. Vậy thì nó còn có cái tính ion hóa rất là cao, nên khi mà uống vào trong cơ thể thì không có hấp thu được nhé. Vì vậy nên heparin khẳng định ngay từ đầu là chúng ta không có sản phẩm đường uống, mà chúng ta chỉ có sản phẩm đường tiêm. Cụ thể là chúng ta chỉ tiêm tĩnh mạch và tiêm dưới da thôi, chỉ tiêm tĩnh mạch và tiêm dưới da. Bây giờ các em đi vào phần tác dụng và cơ chế tác dụng. Thì đối với lại heparin, thì heparin nó có tác dụng chống đông máu cả in vitro và in vivo. Thì in vitro là gì? In vivo là gì thì cô nghĩ là các em hiểu rồi, đúng không? In vitro là chống đông máu ở ngoài cơ thể ha, ở trong phòng thí nghiệm người ta hay nói một cách nôm na là như thế. Còn in vivo là chống đông máu ở ở trong cơ thể. Thì các em sẽ thấy là một số ống nghiệm người ta sẽ tráng heparin đấy ha, để mà chống đông đấy, hoặc là ở trong chạy thận nhân tạo thì người ta cũng sẽ xài heparin để chống đông. Cơ chế của heparin nó liên quan tới một yếu tố, đó là yếu tố antithrombin 3. Yếu tố antithrombin 3 thì yếu tố antithrombin 3 này là yếu tố có trong cơ thể của chúng ta nhé. Thì antithrombin 3 có vai trò gì? Antithrombin 3 nó có vai trò là bất hoạt các yếu tố đông máu ha, bất hoạt các yếu tố đông máu. Vậy thì heparin nó có vai trò gì ở đây? Các em học bài
tác dụng của heparin ở trên trên trong đông máu của chuột chưa? Tác dụng trong đông máu của heparin ở trên chuột nhắt trắng chưa? Học Dạ bài đó rồi ạ. học Dạ bài đó rồi. rồi thì chắc chắn là biết cơ chế ha, giờ nói lại cho cô cơ chế mà. Nói lại cho cô cơ chế nè. Cơ chế nó làm sao? Cô là khi mà có heparin rồi thì heparin tạo phức với loại antithrombin 3, và lúc này thì phức hợp này thì sẽ thúc đẩy nhanh phản ứng giữa antithrombin và thrombin. Antithrombin với các yếu tố 9, 10, 11, 12 hoạt hóa và nó sẽ làm mất khả năng chuyển fibrinogen thành fibrin ạ. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Thì chúng ta biết là antithrombin 3 bình thường nó cũng có khả năng gắn với lại các yếu tố đông máu. Nhưng mà cái quá trình gắn với các yếu tố đông máu để mà bất hoạt các yếu tố đông máu này nè, quá trình này xảy ra rất là chậm chạp, rất là chậm chạp. Vậy thì vai trò của heparin là gì? Heparin nó sẽ tới, nó gắn với lại antithrombin 3 ha. Nó gắn với lại antithrombin 3 và nó sẽ làm thay đổi cái cấu trúc của antithrombin 3 này nè để antithrombin 3 dễ dàng gắn kết với lại các yếu tố đông máu và làm cho cái quá trình bất hoạt cái yếu tố đông máu này nó sẽ nhanh nhanh hơn gấp bao nhiêu lần các em? Nhanh hơn gấp 1.000 lần đúng không? Và cụ thể antithrombin 3 nó sẽ ức chế các yếu tố nè. Thrombin ha, rồi yếu tố 10. Bởi vì sao người ta lại lại ghi là ghi yếu tố 10 trước mà người ta lại không ghi theo kiểu là 9, 10, 11, 12 cho dễ nhớ, mà người ta phải ghi yếu tố thrombin rồi mới tới yếu tố 10, thì các em cũng phải hiểu cái lý do của nó. Đó là yếu tố 10 á là yếu tố quan trọng nhất ha, bởi vì cả con đường đông máu nội sinh lẫn ngoại sinh kết quả cũng là phải hoạt hóa yếu tố 10. Rồi sau đó ha, phức hợp protonpinaza trong đó có yếu tố 10 hoạt hóa, nó mới thực hiện cái bước tiếp theo, đúng chưa? Vì vậy nên người ta sẽ viết yếu tố thrombin nè, rồi yếu tố 10 trước, rồi sau đó mới là yếu tố 9, yếu tố 11, yếu tố 12. Các em phải hiểu như vậy ha. Thì trong bài thi các em cũng có thể ghi 9, 11, 12 không vấn đề gì hết đâu, nhưng mà đây là cô giải thích vì sao người ta lại lại cứ hay ghi như thế. Rồi. Vậy thì heparin. Heparin ha, cơ chế người ta mô phỏng nó như thế nào nhá. Thì ở đây các em thấy nè, heparin á nó là một cái chuỗi ha, mucopolysaccharide sulfate đúng không? Đây một cái chuỗi rất là dài gồm các cái phân tử đường đơn nó gắn với nhau ha. Heparin á thì về mặt phân loại thì các em đã biết chưa? Heparin về mặt phân loại nó gồm có bao nhiêu loại? Học bài tác dụng của heparin ở trên chuột nhắt trắng rồi. Dạ có hai loại ạ. Ừ, đó là gì? Là gì? Heparin phân tử thấp Ừ. và heparin tự nhiên. Đấy. Ừ. Tự nhiên. Thôi. Thôi được rồi, tôi cảm ơn nha. Ừ, heparin tự nhiên. À, heparin tự nhiên cũng được, nhưng mà người ta hầu như người ta không biết là từ heparin tự nhiên nha. Người ta gọi là heparin trọng lượng phân tử cao ha, hay là heparin chuẩn nhá. Là heparin giống y như là heparin trong cơ thể của mình vậy đó ha. Nên bạn mới nói heparin tự nhiên thôi cũng được nhá. Heparin trọng lượng phân tử cao hay là heparin chuẩn và heparin trọng lượng phân tử thấp nhé. Thì đây là cái cấu trúc của heparin trọng lượng phân tử cao hay là heparin chuẩn, tức là unfractioned heparin, tức là heparin này nó chưa có phân đoạn gì hết nhé. Thì người ta nghiên cứu trong cái cấu trúc của heparin này nè, thì có cái đoạn là đoạn pentasaccharide ha, các em thấy đây nè, nó có năm cái đường nối với nhau á. Đây là cái đoạn
quan trọng nhất. Bởi vì sao là quan trọng nhất? Bởi vì cái đoạn này có vai trò làm thay đổi cấu trúc của antithrombin, được chưa? Nó có vai trò thay đổi cấu trúc của antithrombin. Còn cái đoạn dài 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 dài, cái chuỗi dài còn lại thì có vai trò gì? Nó có vai trò nè, các em thấy nè, khi mà antithrombin á, nó đã được gắn kết heparin rồi, rồi sau đó nó sẽ gắn với lại yếu tố thrombin, thì cái đoạn dài dài mà không phải pentasaccharide đó, thì nó sẽ ôm lại, các em thấy nó ôm lại không? Nó ôm lại, ôm lại để mà nó tạo cái sự gắn kết, nó khăng khít hơn giữa antithrombin 3 với lại yếu tố thrombin. Như vậy chúng ta thấy là rõ ràng là heparin trọng lượng phân tử cao nó có hai cái vai trò. Thứ nhất là nó sẽ thay đổi cái cấu trúc của antithrombin 3 để cho nó dễ gắn với lại cả yếu tố đông máu nhá. Còn thứ hai là nó sẽ ôm lại luôn ha, nó ôm lại để mà tạo cái sự gắn kết giữa antithrombin 3 với lại cái yếu tố đông máu nó khăng khít hơn nữa, được chưa nào? Rồi, nhưng mà các em lưu ý ha, điều mà nó có hai cơ chế như vậy nữa. Cái cơ chế thứ nhất đó là thay đổi cấu trúc của antithrombin 3, cái thứ hai là nó sẽ tạo thành một cái sự liên kết nó vững chắc hơn giữa antithrombin 3 với lại yếu tố đông máu á. Thì cái cơ chế mà tạo thành cái khối liên kết vững chắc giữa antithrombin 3 với lại yếu tố đông máu đó là cái cơ chế áp dụng với một số yếu tố đông máu thôi nhé. Còn một số yếu tố đông máu không cần phải ôm chặt tới như vậy. Ví dụ như là yếu tố 10 hoặc hóa, thì các em thấy nè, yếu tố 10 hoặc hóa bị bất hoạt bởi antithrombin 3. Nhưng mà nó không cần phải ôm gì hết, không cần phải ôm gì hết. Vậy thì các em thấy rõ ràng là cái đoạn mà không cần ôm này nè, có phải là thừa thải không? Em thấy là rõ ràng là nó không có áp dụng gì đối với lại một số yếu tố đông máu khác, ví dụ như yếu tố 10 hoặc hóa. Vì vậy đây người ta mới nghiên cứu là bây giờ dài nhưng mà cái đoạn mà dài thêm đó nó không có giá trị gì mấy thì người ta sẽ cắt bớt. Đó. Vậy nên người ta sẽ tạo ra một loại heparin, đó là heparin trọng lượng phân tử thấp. Được chưa? Heparin trọng lượng phân tử thấp. Thì heparin trọng lượng phân tử thấp thực ra là nó có nguồn gốc từ heparin trọng lượng phân tử cao hay là heparin chuẩn. Nhưng mà cái cấu trúc của heparin lúc này là bị cắt ngắn bớt nha. Cắt ngắn bớt. Đó. Thì heparin trọng lượng phân tử thấp hiện nay chúng ta xài rất là nhiều sản phẩm khác nhau ha. Nhưng mà giới thiệu cho các em là enoxaparin và diteparin. Thì những cái thuốc nào cô giới thiệu ở đây thì có nghĩa là những thuốc đó các em cố gắng học nhớ cái tên. Bởi vì trong đề thi là nếu ra thì ra những cái này thôi, chứ cô không có cho ra tùm lum mất công là các em học không nổi. Rồi, như vậy heparin trọng lượng phân tử thấp, cơ chế của nó như thế nào? Cái cơ chế của heparin trọng lượng phân tử thấp này nè, là nó chỉ có ức chế chủ yếu là yếu tố 10 hoặc hóa thôi. Vì sao mà ức chế mỗi yếu tố 10 hoặc hóa giống như cô phân tích hồi nãy ha? Thì đó là do nó bị cắt ngắn bớt ha. Nó cắt ngắn bớt nên nó chỉ có thể ức chế yếu tố 10 hoặc hóa. Còn yếu tố thrombin này nè, là yếu tố 2 này nè, các em thấy muốn chế thì tại sao? Phải có một cái đoạn heparin dài ôm lại nó. Thì heparin trọng lượng phân tử thấp nó không đảm bảo cái điều kiện này. Vì vậy nên heparin trọng lượng phân tử thấp rất ít ảnh hưởng tới việc là gắn kết antithrombin 3 với lại thrombin nhá. Đấy, hãy nên các em phải hiểu về cơ chế là nó như vậy nha. Nó ức chế yếu tố 10 hoặc hóa là chủ yếu. Và so với lại heparin chuẩn á, thì heparin trọng lượng phân tử thấp nó như thế nào? Thứ nhất là nó có sinh khả dụng đường tim dưới da khá tốt. Cái này người ta hay nhắc hơn ha, sinh khả dụng đường tim dưới da khá là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì sinh khả dụng đường tim dưới da của heparin chuẩn nó có khoảng 20% thôi ha. Vì vậy nên tim dưới da hiệu quả kém lắm. Nhưng mà heparin trọng lượng phân tử thấp á, thì cái sinh khả dụng dưới da của nó lên tới 70% lận. Ồ, như vậy thì rõ ràng là chúng ta tiêm dưới da mà tiêm heparin trọng lượng phân tử thấp thì hiệu quả nó tốt hơn rồi. Và các em thấy là tiêm dưới da với tiêm tĩnh mạch thì cái nào nó sẽ khó tiêm hơn? Rõ ràng là tiêm tĩnh mạch là khó tiêm hơn, đúng không? Rồi, ngoài ra thì cái thời gian bán thải ha, thời gian bán thải của heparin trọng lượng phân tử thấp nó dài hơn heparin chuẩn. Nó dài hơn heparin chuẩn ha.
thì do nó dài hơn như vậy á, nên khoảng cách liều của heparin trọng lượng phân tử thấp nó sẽ xa hơn. Như vậy là bệnh nhân sẽ xài ít lần trong ngày hơn. Đối với một số bệnh nhân là phải sử dụng thuốc chống đông hàng ngày luôn á, thì việc sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp rõ ràng là có ưu thế hơn ha, có ưu thế hơn. Rồi, rồi nó có tác dụng tương đương, như vậy là quá tốt rồi ha. Dùng liều thấp hơn thì về tác dụng phụ của nó sẽ giảm hơn. Nhưng mà còn có một cái quan trọng nữa, đó là việc kiểm soát ha, việc kiểm soát thời gian chảy máu APTT á, thì đối với lại heparin trọng lượng phân tử thấp á, thì chúng ta hầu như là rất ít khi nào chúng ta phải kiểm soát thời gian chảy máu APTT khi sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp. Đó, những cái này thì các em cố gắng các em nốt lại đi, bởi vì trong slide cô không có mỗi ghi đâu. Thì đối với lại cái chuyện mà kiểm soát cái thời gian chảy máu này nè, rất quan trọng với heparin trọng lượng phân tử cao. Bởi vì nếu mà chúng ta không kiểm soát á, thì có nguy cơ là quá liều à, xuất huyết nè ha. Còn đối với lại heparin trọng lượng phân tử thấp thì việc kiểm soát nó dễ hơn ha, thì kiểm soát cái liều nó dễ hơn rất là nhiều, bởi vì là cái thời gian APTT nó ổn định, nó không có đến nỗi mà quá quá thay đổi khi mà chúng ta sử dụng heparin trọng lượng phân tử cao á, nó rất là thay đổi cái APTT ha. Bởi vì cái lý do chính là heparin trọng lượng phân tử thấp nó ít ảnh hưởng tới nhiều yếu tố đông máu ha, chủ yếu là yếu tố đông máu 10 hoạt hóa ha, do cái cơ chế của nó đó, là cái cơ chế của nó chỉ là làm thay đổi cấu trúc của antithrombin 3 thôi, chứ nó không có cần thiết phải ôm cái phức hợp giữa antithrombin 3 với lại cái yếu tố đông máu nhé. Rồi, thì đây là hình ảnh mô phỏng về heparin trọng lượng phân tử thấp nè. Các em thấy rõ ràng là nó bị cắt ngắn bớt rồi. Nó bị cắt ngắn bớt như vậy thì nó chủ yếu gắn với lại cái yếu tố 10 hoạt hóa ha, làm bất hoạt yếu tố 10 hoạt hóa ha. Còn bây giờ người ta còn sản xuất thêm một cái thuốc nữa, đó là phong dapirinox ha. Phong dapirinox thì trong sách của các em có đó nhá. Phong dapirinox thì phong dapirinox nó như thế nào? Thì khi mà người ta nghiên cứu cấu trúc của heparin á, thì người ta thấy là rõ ràng là cái đoạn pentasaccharide này này là cái đoạn có tác dụng ha, là đoạn có tác dụng. Vậy thì bây giờ người ta cắt hết luôn, người ta giữ lại mỗi cái đoạn pentasaccharide này à, thì đó là phong dapirinox đấy. Thì đoạn pentasaccharide này nó có vai trò thay đổi cấu trúc của antithrombin 3 nhá, để antithrombin 3 này dễ dàng gắn với lại yếu tố đông máu 10 ha. Rồi, vậy tới đây có hiểu không? Vậy tới đây hiểu không? Có cần cô phải điều chỉnh gì thêm không? Chứ còn nãy giờ là nói chậm lắm rồi đó. Lớp trưởng ổn không lớp trưởng? Dạ ổn ạ. Rồi, tục nha. Dạ. Rồi, các tác dụng khác của heparin nè, thì heparin á, thì các em cố gắng nhớ thêm hai tác dụng khác của nó. À, thứ nhất là liều cao heparin nó tác dụng trên kết tụ tiểu cầu, vì vậy nên kéo dài thời gian chảy máu ha, kéo dài thời gian chảy máu, cái đó là tác dụng đầu tiên các em cần nhớ. Tác dụng thứ hai là các tác dụng làm hạ lipid máu ha, hạ lipid máu. Thì tác dụng hạ lipid máu này mặc dù là đúng là nó có hiệu quả thiệt, nhưng mà nó có một cái nhược điểm rất lớn, đó là nó sẽ làm tăng lipid máu hồi ứng nhá, tăng lipid máu hồi ứng sau khi mà dừng tiêm heparin. Bởi vì vậy nên người ta không có sử dụng heparin để mà làm thuốc hạ lipid máu đâu nha. Dự động học, rồi thứ nhất là về hấp thu, heparin không có hấp thu qua đường uống ha, không hấp thu qua đường tiêu hóa, chúng ta chỉ dùng đường tiêm, và cụ thể là tiêm dưới da và tiêm tĩnh mạch ha. Riêng heparin trọng lượng phân tử thấp thì chúng ta sẽ tiêm dưới da. Rồi, về chuyển hóa thì heparin nó sẽ bị enzyme heparinasa nó phá hủy và thải trừ rất là nhanh. Sau khi tiêm 1 giờ, khoảng 30 đến 50% được thải qua nước tiểu.
rồi nó không đi qua rau thai. Cái này rất là quan trọng, không đi qua rau thai. Vì vậy nên có thể sử dụng được với phụ nữ có thai nhé. Nó không đi qua rau thai, cũng không đi qua đường thần kinh trung ương đâu. Thì các em sẽ thấy trong một số trường hợp ở trong sản khoa là người ta có dùng heparin trọng lượng phân tử thấp với bà mẹ mang thai luôn đó ha, phải tiêm hàng ngày đấy, diễn đường cho bà mẹ có thai. Rồi thời gian bán thải thì phụ thuộc vào liều lượng ha, thì cái này nó áp dụng chủ yếu với heparin trọng lượng phân tử cao. Thì heparin trọng lượng phân tử cao á, thì nếu mà chúng ta tăng liều lên á, thì thời gian bán thải của nó cũng tăng lên ha. Rồi heparin trọng lượng phân tử thấp thì rõ ràng có thời gian bán thải dài hơn heparin chủng. Về áp dụng điều trị thì heparin áp dụng điều trị của nó chính xác là phòng và điều trị huyết khối thôi ha, phòng và điều trị huyết khối, ví dụ như huyết khối nghẽn tĩnh mạch, huyết khối động mạch vành. Huyết khối động mạch vành thì các em biết rồi ha, nó liên quan tới nhồi máu cơ tim ha, đau thắt ngực ha. Huyết khối nghẽn mạch não thì các em biết rồi, nó liên quan tới đột quỵ đúng không nè, rồi đống máu đại tràng trong lòng mạch đấy đó. Ví dụ như là cái trường hợp mà nổi tiếng ha, mà về tắc mạch đó là trường hợp tắc mạch phổi đó ha. Tắc mạch phổi chúng ta cũng sẽ sử dụng heparin. Cấm chỉ định trong trường hợp nào? Cấm chỉ định đầu tiên ha, thì chắc chắn là cái trường hợp nào mà nó xuất huyết thì cấm chỉ định thôi. Ví dụ như là tạng ưa chảy máu ha, rồi lấy là gì tá tràng đang tiến triển, không ai dám xài heparin hết á. Người ta đang xuất huyết chảy máu ồ ạt như vậy mà còn xài heparin là bệnh nhân chỉ có tử vong nhanh thôi. Rồi dùng trong các vết thương trong hoặc sau các phẫu thuật sọ não, thủy sống, mắt, chọc giò thủy sống. Nói chung là ở trong cái phẫu thuật ở mắt và ở thần kinh trung ương là chúng ta không có xài heparin nhé. Rồi chống chỉ định trong trường hợp giảm chức năng gan thận, ví dụ như người bị xơ gan chẳng hạn á, là chống chỉ định tuyệt đối luôn. Rồi trường hợp tiếp theo là viêm tâm mạc ha, hay là lao tiến triển. Về tai biến và độc tính thì cái tai biến đầu tiên các em cần phải nhớ đơn giản nhất đó là chắc chắn là xuất huyết nhá, xuất huyết tình trạng chảy máu. Vì dùng heparin thì nó sẽ để chống đông thì chắc chắn là có nguy cơ bị xuất huyết ha, và cái xuất huyết là cái mà người ta sợ nhất khi sử dụng heparin đó. Thứ hai, đây là hiện tượng kháng thể chống lại phức hợp heparin với lại yếu tố 4 của tiểu cầu ha. Thì cái hiện tượng này nó cũng khá là thú vị nhá. Thì bạn nào có thời gian thì cứ search ha, search và đọc về cái kháng thể chống lại phức hợp heparin với yếu tố 4 của tiểu cầu nhá. Nó là HIT á ha. HIT. Em cứ sợ cái chữ hit ha, hiter đó, hit đó, thì nó sẽ ra. Rồi tai biến tiếp theo là loãng xương. Loãng xương thì thường là nó sẽ xảy ra nếu mà chúng ta dùng liều cao và dài ngày thôi ha. Còn nếu mà chúng ta dùng liều thấp hoặc là chúng ta dùng ngắn ngày thì nó cũng không quá quan trọng. Rồi rụng tóc ha, rụng tóc thì tỷ lệ cũng khá là cao, vì vậy nên các em cũng cần lưu ý. Nó làm tăng men gan, và nó làm giảm aldosterone. Thì trong cái đề thi của dược lý á, thì thường á, nếu mà cô hỏi về tác dụng phụ của một thuốc á, thì cô sẽ yêu cầu trình bày á, khoảng 4 tác dụng phụ. Thì các em cố gắng nhớ 4 cái nha, em cố gắng nhớ 4 cái. Ví dụ như là cái đầu tiên các em dễ nhớ nhất là chảy máu, là xuất huyết rồi đó ha. Cái thứ hai các em có thể nhớ được đó là kháng thể chống lại phức hợp heparin với yếu tố 4 của tiểu cầu của HIT á, nó cũng là trường hợp khá là đặc biệt á. Rồi loãng xương cũng dễ nhớ nè, rụng tóc cũng dễ nhớ nè ha, tăng men gan gì đó, nói chung là cô thấy là dễ nhớ rồi đó, nên cố gắng học đi nha. Rồi bây giờ các em qua nhóm tiếp theo, đó là nhóm kháng vitamin K ha, nhóm kháng vitamin K. Thì cái nhóm này ngày xưa người ta gọi là nhóm thuốc kháng đông đường uống ha. Thì ngày xưa chưa có những cái thuốc kháng đông đường uống khác, thì người ta mới gọi cái nhóm kháng vitamin K này là nhóm thuốc riêng, nhóm này là được đặt luôn cho tên nhóm là nhóm thuốc kháng đông đường uống. Bây giờ
có nhiều thuốc khác cũng sử dụng đường uống được ha, mọi có tác dụng chống đông. Nên nhóm này người ta sẽ viết lại là nhóm kháng vitamin K ha. Thì nhóm kháng vitamin K ở trong bài thực hành á, thì các em cũng học một thuốc rồi đó, có nhớ thuốc gì không? Có nhớ thuốc gì không? Có nhớ thuốc gì mà thuốc kháng vitamin K các em đã học trong bài thực hành tác dụng mà chống đông của heparin ở trên chuột nái trắng à? Nhớ thuốc gì không? Ấy trời ơi, nhớ chứ. Dạ, Sintron ạ. Đúng rồi, Sintron ha. Sintron là tên biệt dược của nó nha. Còn tên hoạt chất của nó là acinocumarone nha. Thì khi mà các em học phải cố gắng nhớ tên hoạt chất hơn là tên biệt dược nha. Nhớ, cố gắng nhớ tên hoạt chất nhé. Rồi, thì hiện nay á, thì chúng ta hay xài acinocumarone nè, dicumarone hoặc là warfarin. À, warfarin thì cái thuốc mà nó có cái lịch sử á, thì cái thuốc có lịch sử nhất ở trong nhóm này đó là warfarin đó nghe. Thì warfarin á, người ta ngày xưa người ta dùng làm thuốc diệt chuột đó, thực ra là ngày nay người ta cũng có xài luôn á, làm thuốc diệt chuột đấy ha. Vì vậy nên khi mà sử dụng cái thuốc diệt chuột thì các em cẩn thận nhá, đừng để cho người khác ăn nhầm mà nguy hiểm lắm, nhất là trẻ con đấy. Thì bởi vì một thời gian á, người ta sử dụng thuốc diệt chuột có chứa heparin quá nhiều á, và có một cái số tai biến mà không mong muốn xảy ra, trường hợp tai nạn chứ không mong muốn xảy ra ha. Đó là người ta ăn nhầm cái thuốc diệt chuột và tử vong đấy nhé. Thì warfarin á, nó có cái nguồn gốc cũng khá là thú vị ha, là do một cái người sinh viên ha, có một do một người sinh viên á, thì sau khi mà được cử về miền quê rồi nghiên cứu về cái mấy con bò ấy ha, coi thử là mấy con bò này chế độ ăn của nó như thế nào, hoa nó sinh hoạt ra sao, thì anh chàng này mới phát hiện ra là mấy con bò mà anh quan sát á, tự nhiên sao mà nó có hiện tượng là cứ cứ bị sưng viêm và chảy máu ở ngay các cái khớp á, ha, các cái gót chân rồi dạng của nó là bị chảy máu khá là nhiều. Thì sau đó anh cha mới đem cái câu chuyện này á, để nói với lại giáo sư á. Thì giáo sư mới bảo là nếu vậy thì tìm hiểu lại chế độ ăn của con bò đó. Thì khi mà tìm hiểu chế độ ăn của con bò này á, thì những cái con bò này á, nó được ăn một cái loại cỏ nó khác so với lại những con bò vùng khác. Thì đó là cái loại cỏ gọi là cỏ ngọt á ha, cỏ ngọt. Thì trong cái cỏ ngọt này á, sau đó người ta mới nghiên cứu thì cái thành phần trong cỏ ngọt có warfarin ha, nó có warfarin. Và warfarin được chiết tách từ trong cỏ ngọt và sử dụng với tác dụng chống đông. Vậy các em thấy là có những cái thuốc người ta phát hiện ra rất là tình cờ ha, rất là tình cờ mà có tác dụng rất lớn ha. Từ warfarin mà người ta đã tìm ra rất là nhiều cái sản phẩm mà trong nhóm này có tác dụng chống đông máu rất là tốt. Rồi, bây giờ chúng ta nói tới nhóm kháng vitamin K. Thì nhóm kháng vitamin K là nghe là biết cơ chế rồi đó. Thì ai nói cho cô cơ chế của cái nhóm kháng vitamin K là gì mà nó có tác dụng chống đông nè? Cơ chế của nhóm kháng vitamin K. Hãy trình bày cho cô cơ chế nào. Có bạn nào xung phong không? Chào mừng bạn Nguyễn Thị Nhân nè. Dạ thưa cô, thêm cơ chế là do nó có cấu trúc gần giống với vitamin K nên nó sẽ ức chế cạnh tranh với enzyme reductase làm giảm cản trở sự cửa của vitamin K, mà vitamin K là yếu tố mà cần thiết cho sự đông máu,
cho nên là nó có cấu trúc gần giống cho nên nó sẽ ức chế cạnh tranh với vitamin K. Rồi, cô cảm ơn ha. Bạn nói cơ chế đúng rồi đó nhá. Chúng ta học về cái quá trình hình thành các yếu tố đông máu ha. Thì các yếu tố đông máu á, nó sẽ có một số yếu tố đông máu á, thì nó cần chuyển từ yếu tố tiền đông máu thành yếu tố đông máu nhá. Ví dụ như là proton pin này nè, thì nó cần chuyển từ decarboxy proton pin ha, nó phải decarboxy, tức là nó phải thêm một cái gốc và CO nó mới tạo ra được proton pin, tức là chuyển yếu tố tiền đông máu thành yếu tố đông máu đấy. Thì muốn chuyển yếu tố tiền đông máu thành yếu tố đông máu thì cần có sự tham gia của vitamin K, cần sự tham gia của vitamin K, nhưng mà phải là vitamin K dạng gì cơ? Đó là vitamin K dạng hydroquinone ha, người ta ký hiệu là K2 này nè, thì nó mới có khả năng chuyển yếu tố tiền đông máu thành yếu tố đông máu được. Vậy thì muốn chuyển vitamin K thành dạng hydroxyquinone thì cần vitamin K dạng oxy hóa là dạng exposit để chuyển thành. Rồi muốn quá trình này chuyển chuyển được cái vitamin K dạng exposit thành vitamin K ở dạng hydroxyquinone đó thì phải có một cái enzyme, đó là enzyme exposit phase đúng không? Thì enzyme này nó sẽ chuyển vitamin K từ dạng exposit sang dạng hydroxyquinone để có tác dụng chuyển yếu tố tiền đông máu thành yếu tố đông máu. Rồi vậy thì thuốc của chúng ta có vai trò gì? Thuốc của chúng ta có vai trò là nó sẽ sử dụng ha, nó chế cạnh tranh ha, nó sử dụng cái enzyme reductase mất, tức là enzyme này không còn có khả năng để mà chuyển vitamin K từ dạng exposit thành vitamin K dạng hydroxyquinone đó, dẫn tới là cái dạng K2 nè nó bị sẽ bị giảm đi. Mà nó giảm đi thì yếu tố tiền đông máu nó sẽ rất là khó để chuyển thành yếu tố đông máu nhá. Vì vậy nên yếu tố đông máu nó bị thiếu, mà yếu tố đông máu bị thiếu thì rõ ràng là cái con đường đông máu của chúng ta không thực hiện được, nên thuốc này có vai trò chống đông đó, cơ chế của nó là như thế. Thì các em thấy là cái cơ chế này có phải là cái cơ chế để cho tác dụng chống đông xuất hiện nhanh không? Nó phải không? Rõ ràng là cái cơ chế này nó rất là tốn thời gian đúng không nào? Vì vậy nên các em sẽ thấy là thuốc này thường là thời gian tác dụng của nó là sau 1 tới 3 ngày lận. Nên không bao giờ chúng ta sử dụng cái nhóm kháng vitamin K trong cái trường hợp chống đông cấp nhé. Chống đông cấp mà chúng ta sử dụng cái này thì thôi, chứ không biết bao giờ là nó mới có tác dụng, là bệnh nhân là nguy cơ cao rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta qua phần dược động học ha. Rồi, thuốc này là thuốc có khả năng hấp thu qua đường tiêu hóa rất là tốt ha. Tác dụng sau khi uống là 24 đến 36 giờ đấy ha. Đấy, khoảng cỡ 1 tới 3 ngày ha. Hiện nay như tài liệu là 1 tới 3 ngày. Về phân phối thì thuốc này nó gắn vào protein với tỷ lệ rất là cao. Ví dụ như warfarin gắn tới 97%. Thì cái việc mà gắn vào protein với tỷ lệ rất cao như vậy thì các em cần nghĩ ngay tới cái gì? Cái này cô nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Các em Cô cần là nghĩ. tương tác với phút tôi hát thuốc rồi gì nữa? có khoảng trị liệu hẹp Khoảng trị liệu hẹp thì sao? thì ta phải dùng liều tấn công và liều kiên trì. Đúng rồi, chính xác ha. Có hai vấn đề các em cần phải quan tâm ở đây. Thì nếu như mà thuốc mà gắn vào protein với tỷ lệ rất cao thì thứ nhất là tương tác thuốc giống như bạn nói rồi đó. Cái thứ hai là dùng liều tấn công và dùng liều duy trì. Thực ra cái chuyện mà gắn vào protein với tỷ lệ rất cao thì người ta sẽ quan tâm nhiều tới với những thuốc mà có khoảng trị liệu hẹp ha, khoảng trị liệu hẹp. Thì chính xác cái thuốc chống đông, mà tất cả các thuốc chống đông đều là những thuốc có khoảng trị liệu hẹp hết á nhá. Vì vậy nên khi dùng người ta rất là sợ. Ví dụ như nhóm này nè, người ta dùng là người ta phải kiểm tra cái tỷ lệ INR ha, các em biết tỷ lệ đó không? Chắc là biết rồi, gì nữa?
học sinh lý rồi sinh lý bệnh thì chắc là phải biết được cái tỷ lệ INR, thì đối với lại thuốc này là chắc chắn phải kiểm tra INR thường xuyên, không thể không kiểm tra được nhé. Thì những cái thuốc này nó có khoảng trị liệu khá là hẹp, thì khi mà thuốc có khoảng trị liệu hẹp như vậy thì tất nhiên thứ nhất là chúng ta phải coi thử là khi mà chúng ta cho bệnh nhân sử dụng thuốc này có dùng kèm với thuốc gì khác không, và những thuốc đó nó có khả năng gây tương tác với lại cái thuốc chống đông của chúng ta không. Nếu mà nó có gây tương tác thì phải kiểm tra cái INR cho thiệt là kỹ ha, rồi tăng giảm liều nếu như mà nó có tương tác ha, làm giảm tác dụng hay là làm tăng tác dụng của thuốc đó. Rồi thứ hai là chúng ta phải quan tâm tới việc dùng liều tấn công và dùng liều duy trì. Dùng liều tấn công, dùng liều trì, những thuốc có khoảng trị liệu hẹp là như vậy. Vì vậy nên thuốc này các em sẽ thấy là có thể là lần đầu tiên cho bệnh nhân sử dụng á, các em sẽ thấy là bệnh nhân được uống tròn một viên hay là một viên rưỡi, thậm chí là hai viên. Nhưng mà tới lần thứ hai uống, coi chừng là uống 1/4 viên thôi. Thì các em phải hiểu người ta đang dùng liều tấn công và dùng liều duy trì với những thuốc có khoảng trị liệu hẹp, để tránh cái tình trạng là cái dạng tự do ở trong máu của cái thuốc này quá nhiều dẫn tới xuất huyết nhé. Rất là sợ chuyện đó. Rồi, thuốc này có thể đi qua rau thai, qua sữa, chắc chắn là chống chỉ định đó. Với phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú là chắc chắn chống chỉ định ha. Rồi, chuyển hóa thì nó được chuyển hóa ở gan ha. Thải trừ thì nó thải trừ qua nước tiểu, qua mật. Nhiều thuốc có chu kỳ gan ruột, nó có tính tích lũy đấy. Và một cái lưu ý nữa là thuốc này chắc chắn là không dùng được cho phụ nữ có thai rồi, và cụ thể là nó sẽ gây quái thai đấy nhá. Nếu mà dùng vào 3 tháng đầu của thai kỳ á, nó sẽ gây một số dị thường ở mũi, mắt, xương ha. Nếu mà các em quan tâm, các em có thể search trên mạng một số hình ảnh mà sử dụng warfarin ha, hay là Dicumarone ở phụ nữ có thai 3 tháng đầu thì đứa trẻ nó tội nghiệp lắm nha. Áp dụng điều trị trong trường hợp nào thì áp dụng điều trị của thuốc chống đông thì gần như tương tự nhau thôi ha, như tương tự nhau. Tuy nhiên các em phải nhớ là thuốc này tác dụng của nó rất là chậm, nên chúng ta không được dùng trong trường hợp cấp tính ha. Các em dùng trong trường hợp cấp tính thì không biết là chờ tới bao giờ luôn ha. Rồi, phòng hoặc chữa bệnh tắc nghẽn mạch, ví dụ như là viêm tĩnh mạch, tắc mạch phổi, máu cơ tim nó vẫn xài được ha. Chấm chỉ định trong trường hợp nào, chắc chắn là phụ nữ có thai và cho con bú rồi đó, không được xài đó ha. Người cao huyết áp, viêm trĩ cấp ha, lấy dạ dày tá tràng đang tiến triển, người đang có tai biến mạch máu não chúng ta cũng không xài. Cuối cùng là tạng ưa chảy máu. Còn về tai biến thì như thế nào? Tai biến đầu tiên chắc chắn là chảy máu rồi, rất là dễ nhớ đúng không? Cái slide này cô chưa xóa cái dùng liều cao kéo dài gây rối loạn thẩm phân mong mạch ha, thì cái độc tính này hiện nay người ta ít nhắc tới nhé, ít nhắc tới. Cái đầu tiên các em cần nhớ là xuất huyết rồi đó. Thứ hai là dị ứng, bởi vì nhóm thuốc này khả năng dị ứng cũng khá là cao. Và rụng tóc ha, dùng heparin cũng rụng tóc, mà dùng thuốc kháng vitamin K cũng rụng tóc đấy. Rồi gây ảnh hưởng đến chức năng gai thận nè, tăng mạch cầu axit nhưng mà giảm mạch cầu hạt ha, và tiểu thì nó có màu đỏ da cam ha, tiểu màu đỏ da cam trong một số trường hợp thôi. Bây giờ các em qua cái nhóm khác, đó là heparinoid tổng hợp ha. Heparinoid tổng hợp thì nghe qua cho biết thêm thôi. Heparinoid tổng hợp thì công thức và cơ chế nó tương tự heparin, tác dụng là kém hơn heparin. Vì vậy nên thực ra việc sử dụng nó cũng không có phổ biến lắm đâu. Sản phẩm là Patheon và Tributon. Nhóm tiếp theo là Hirudin. Hirudin nguồn gốc của nó là gì? Nguồn gốc của nó là nó có trong thực quản của loại đĩa vắt. Thì nếu như mà các em đã từng bị đĩa hay là vắt cắn thì các em thấy là khi mà cái vết cắn đó chúng ta gỡ con vắt nó ra rồi á, nhưng mà máu của chúng ta vẫn cứ bị chảy dài ra vậy đó, là bởi vì là trong thực quản của mấy con này nó có một cái chất là chất hirudin, và hirudin có tác dụng nó làm chống đông máu ha, làm máu nó chảy miết vậy đó. Cơ chế của nó là nó tạo phức với thrombin. Thì hirudin hiện nay chúng ta dùng để mà chẩn đoán hoặc tính các yếu tố đông máu như là
thrombin chẳng hạn, bởi vì nó tạo phức với thrombin mà. Nhưng mà từ hirudin người ta nghiên cứu ra một cái thuốc tương tự, đó là lepiridin. À, lepiridin thì lepiridin á thì người ta dùng chống đông khi mà heparin bị chống chỉ định do giảm tiểu cầu do sử dụng heparin nhá. Đó là hít tác nhá, trường hợp hít tác giống hồi nãy cô nói đó nhá, ở trong cái phần tai biến của heparin đấy. Nếu như mà bệnh nhân xuất hiện cái hiện tượng là giảm tiểu cầu do heparin này nè thì người ta sẽ sử dụng lepiridin nhé. Thế còn những cái trường hợp thông thường thì chúng ta không xài lepiridin đâu, chúng ta xài heparin thôi nhé. Rồi nhóm tiếp theo là nhóm chống ghép chính tiểu cầu ha, aspirin. Aspirin các em học rồi, ai nói lại cho cô cái cơ chế chống kết chính tiểu cầu của aspirin nào? Cơ chế chống kết chính tiểu cầu của aspirin. Dạ thưa cô, là aspirin thì cơ chế của nó là nó làm thay đổi cái cân bằng giữa thrombosan, làm tăng cái kích thích cái tụ tiểu cầu và prostaglandin E2. Và bên cạnh đó thì nó cũng ức chế không hồi phục cái thằng hàng cốc, cho nên là nó giảm giảm tổng hợp Ủa vậy ạ? Thôi tự nhiên đang nói tắt mất mục tiêu rồi. Ai hai dạ. Dạ. Dạ 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 alo. Ừ nói đi con nghe rồi. Dạ thưa cô, là bên cạnh đó thì nó cũng ức chế cái cyclooxygenase, thì nó làm giảm cái tác dụng của thrombosin 2 và prostaglandin 2. Ý, nó giảm hết cả hai cái thì làm sao? Sao mà chống cái dính tiểu cầu? Giảm tổng hợp cô. Ừ. Ý là cô nói là rõ ràng là thrombosan 2 thì nó sẽ gây đông máu đúng không? Do nó tăng cái dính tiểu cầu. Còn prostaglandin 2 thì có vai trò ngược lại mà. Bây giờ giảm tổng hợp cả hai thì làm sao? Nó phải như thế nào chứ? Nó giảm tổng hợp nhưng mà nó như thế nào chứ? Dạ thì em nhớ thì tùy theo liều thì nó mới tác dụng tùy theo liều. Với liều thấp thì sao? Thì cô, là với liều thấp thì nó làm giảm tổng hợp thrombosan 2 nhưng mà không ảnh hưởng tới prostaglandin 2. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Còn còn ở aspirin thì nó ức chế cốc ở mạch máu nhiều hơn, là cho nên là nó ức chế tổng hợp prostaglandin 2 nhiều hơn. Là sao? Là sao ta? Ức chế cốc của mạch máu. Rồi, được rồi. Rồi, cô cảm ơn ha. Ở đây bạn đang nói tới cái chuyện mà ức chế thrombosan A2 ở tiểu cầu á ha. Thì khi mà chúng ta dùng aspirin với liều thấp á thì nó sẽ ức chế chủ yếu là thrombosan A2 ở tiểu cầu á. Thì những chỗ khác nó cũng ức chế nhưng mà cái vai trò của nó không không quá mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì là với cái liều thấp như thế này á thì nó đã có khả năng ức chế không hồi phục ha, không hồi phục thrombosan A2 ở tiểu cầu rồi. Hôm qua ức chế enzyme cốc đó các em. Nhá, hồi nãy cô có show cho các em một cái hình ảnh á, là enzyme cốc nó liên quan tới việc là tạo ra thrombosan A2 đấy. Thì khi mà chúng ta dùng aspirin với liều thấp 81 mg thôi thì nó đã ức chế không hồi phục sự tạo ra thrombosan A2 của tiểu cầu rồi nhá. Còn cái chuyện mà ức chế
prostaglandin E2 ở mạch máu nó cũng ức chế chứ không phải là không ức chế, nhưng mà cái việc ức chế prostaglandin E2 ở mạch máu á, nó sẽ ít hơn nhá, ít hơn với cái liều thấp đó thì nó sẽ ít hơn cái việc ức chế thrombosana 2 ở tiểu cầu. Vì vậy nên cái lượng ha, cái tương quan giữa thrombosana 2 với lại prostaglandin E2 thì cái prostaglandin E2 nó sẽ thắng thế. Vì vậy nên cái tác dụng chống ngưng các chống kết dính tiểu cầu nó sẽ được thể hiện ha, được thể hiện. Được chưa? Đó là cơ chế của aspirin ha. Và các em còn nhớ là aspirin á, thì nếu như mà chúng ta muốn ngưng aspirin cho bệnh nhân mà thực hiện phẫu thuật á, thì chúng ta phải 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 ngưng rồi xong sau bao nhiêu ngày mới được thực hiện phẫu thuật, có nhớ không? Nhớ không? Ừ. Nhớ cái đó không? Sau bao nhiêu ngày? Muốn mà aspirin á, nó có tác dụng hết hoàn toàn ở trong cơ thể á, thì chúng ta phải quan tâm tới cái vòng đời của tiểu cầu ha. Vòng đời của tiểu cầu của chúng ta là khoảng bao lâu? Nó khoảng 10 ngày đúng không? Nó khoảng 10 ngày thì tiểu cầu nó phải được tổng hợp mới hoàn toàn thì nó mới có vai trò làm nó tạo ra thrombosana 2 đúng không nào? Còn khi mà chúng ta dùng aspirin á, thì nó ức chế rồi, ức chế không hồi phục mà. Việc tạo thrombosana 2 của tiểu cầu thì cơ thể của chúng ta phải để chờ tổng hợp cái tiểu cầu mới thì nó mới có tác dụng giống như bình thường. Vì vậy nên thường á, aspirin nó sẽ có tác dụng sau 10 ngày ngưng thuốc lọc. Nên các em lưu ý ha, lưu ý thời gian tác dụng của aspirin. Rồi, thuốc thứ hai là dipyridamone triclopidine thì giới thiệu thêm thôi. Thì em về nhà các em tự coi ở trong tài liệu ha, cái cơ chế của nó như thế nào, tự coi trong tài liệu nhá. Còn cái thuốc quan trọng hơn đó là clopidogrel nha, clopidogrel. Thì đối với thuốc chống kích dính tiểu cầu, các em cần nhớ nhất là hai thuốc đó là aspirin và clopidogrel nhá. Thì clopidogrel này nè, cơ chế của nó như thế nào? Ai nói cho cô nghe nè. Nó rất là dễ, trong sách của nó khoảng cỡ 2-3 dòng thôi. Cơ chế của clopidogrel. Cơ chế clopidogrel là gì? Trả lời không? Cơ chế clopidogrel là gì lớp chủ? Trả lời nhanh cho cô nào. Dạ, em thưa cô là cơ chế của clopidogrel là ức chế chọn lọc cụ thể ADP của tiểu cầu. Khi đó thì nó sẽ ngăn cản sự hợp hóa của glycoprotein 2B3A của fibrinogen. Thì nó sẽ làm giảm khả năng gắn của fibrinogen vào tiểu cầu. Cơ chế nó đơn giản mà, đâu có khó đâu ha. Cái này các em tự coi được nhá, tự coi được, tự hiểu về cơ chế được. Rồi. Nhưng mà trong clopidogrel á thì nó có một vấn đề ha, một vấn đề liên quan tới tương tác thuốc. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc chống đông á thì có nguy cơ xuất huyết mà ha. Thì thường á thì các em sẽ thấy ở trên những bệnh nhân mà sử dụng thuốc chống đông á thì người ta có khả năng là sử dụng thuốc để mà bảo vệ dạ dày đấy ha, sợ xuất huyết. Vậy thì cái thuốc mà bảo vệ dạ dày thì thường dùng đó là cái gì? Thường dùng omeprazole. Thì omeprazole có tương tác với lại clopidogrel. Vậy nên các em phải để ý nha. Hả? Nếu mà dùng clopidogrel với omeprazole là có tương tác đấy nhé. Clopidogrel nó là tiền thuốc, tiền thuốc vào trong cơ thể phải chuyển hóa thành
cái chất khác mới có tác dụng ha, omeprazole thì nó như thế nào đấy. Thì khi sử dụng clopidogrel với lại omeprazole, coi chừng là clopidogrel không còn tác dụng nữa, em lưu ý nhé. Thì thực ra cũng có thuốc khác thuộc cái nhóm của clopidogrel, nó không phải là tiền thuốc nhé, nó là thuốc chính luôn, nó là chất có hoạt tính luôn, thì có thể sử dụng nếu như mà cần thiết phối hợp với lại omeprazole. Và em lưu ý là không phải là clopidogrel nó tương tác với omeprazole thì nó sẽ tương tác với tất cả các thuốc PPI, không phải vậy nhá. Có thuốc nó tương tác, có thuốc không tương tác đấy. Vì vậy khi mà các em tra tương tác thì nhớ là nhớ tra tên thuốc ha, thuốc này với thuốc kia, và chúng ta không suy ra cho cả nhóm, hiểu chưa nào? Nhá. Có cái là đúng là cả nhóm nó có tương tác đấy, nhưng mà có cái là chỉ có một vài thuốc ở trong nhóm có tương tác thôi, chứ không phải tất cả các thuốc ở trong nhóm đó có tương tác nhá. Rồi. Còn cái thuốc ức chế glycoprotein 2B3A, Apsimab, Etifibatic thì giờ ít xài lắm, nên các em chỉ cần nhớ aspirin và clopidogrel là được rồi. Rồi, tiếp. Nhóm tiếp theo là nhóm thuốc tiofibrin ha, nhóm thuốc tiofibrin nổi tiếng nhất đó là TPA ha, Atiplas ha, TPA Atiplas. Thì thuốc này nó nổi tiếng là vì sao? Là bởi vì đó, giống cái trường hợp cô đã trình bày rồi đó ha, trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ do cục máu đông đấy, dùng TPA mà có thể hồi phục được bệnh nhân gần như hoàn toàn thì quá thần kỳ rồi, nó nổi tiếng là như vậy đó. Trời. Còn những cái thuốc khác ha, ví dụ như spironolactone, streptokinase thì chúng ta vẫn có xài, chứ không phải là không xài, nhưng mà mức độ mà tiofibrin của nó sẽ ít hơn. Rồi. Còn thuốc chống tiofibrin thì các em tự coi nha. Thuốc chống tiofibrin nó có thuốc aminocaproic acid á ha, tự coi trong sách nhá, không vấn đề gì hết. Vậy thì nói về một chút về thuốc kháng đông được uống ha, mà thế hệ mới nhá, thuốc kháng đông được uống thế hệ mới. Ở trong sách cũng có ghi rồi mà ở đây cô chưa ghi thôi ha. Thấy trong sách ghi thuốc này không? Thấy trong sách người ta ghi hai thuốc này không? Đấy là thuốc kháng đông được uống thế hệ mới ha. Mà nó ưu việt, rất ưu việt luôn. Thì chúng ta biết là thuốc kháng đông thì thực ra là người ta vẫn thích ha, vẫn thích tìm ra những cái sản phẩm đường uống. Bởi vì đường tiêm thì chúng ta có heparin rồi. Bây giờ đường uống chúng ta có cái gì thôi ha. Đường uống thì chúng ta có kháng vitamin K, nhưng mà kháng vitamin K có cái là cứ dùng là phải kiểm tra INR cho bệnh nhân, chắc chắn là phải kiểm tra cái đó rồi. Vậy thì người ta sẽ mong muốn tìm ra là thuốc kháng đông đường uống, nhưng mà không cần phải kiểm tra, không cần phải kiểm tra thời gian chảy máu, thì rivaroxaban và dapigatran nó ra đời đấy. Rivaroxaban đây là thuốc nó ức chế yếu tố mấy? Ức chế yếu tố mấy? Yếu tố 10. Nó yếu tố 10. Còn dapigatran, dapigatran ức chế yếu tố 2 đúng không? Thì dapigatran kem có học trong phần nhận thức thuốc thực hành rồi đó. Thì hai cái thuốc này nó có ưu điểm rất lớn là không cần phải kiểm soát cái thời gian chảy máu, bệnh nhân rất là thích nha. Bệnh nhân cứ phát về cho uống vậy đó ha. Rồi lâu lâu tới cái thời điểm mà tái khám bác sĩ thì lên thôi, chứ không phải vất vả giống như là dùng thuốc kháng vitamin K ngày xưa mà cứ chạy lên đi đi kiểm tra thời gian chảy máu không biết, rồi cứ sợ nó xuất huyết ha. Thì rivaroxaban và dabigatran này rất là nổi tiếng. Thì tất nhiên ha, cái nhóm mà dabigatran nó có những thuốc khác ha, chứ không phải là mỗi dabigatran đâu, mà đây giới thiệu cho các em một thuốc để các em nhớ thôi. Thì rivaroxaban thì các em không được nhầm lẫn heparin nhá. Heparin đặc biệt là đừng có nhầm lẫn heparin trọng lượng phân tử thấp nha. Heparin trọng lượng phân tử thấp nó cũng ức chế yếu tố 10A nhá, nhưng mà nó là heparin. Còn rivaroxaban không phải là heparin nhá, không phải heparin. Rồi hôm nay có thắc mắc gì không? Quên, xong bài này có thắc mắc gì không? Em có thắc mắc gì không?
À, tôi cô hồi nãy cô nói có tác dụng phụ của heparin mà gây loãng xương, cơ chế là gì đó cô? Cơ chế nó là gì để cô gửi tài liệu cho coi nha. Được chưa? Nhưng mà nhớ đọc tiếng Anh nha. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Trời, còn gì nữa không? Thực ra là cái chuyện mà loãng xương á thì chúng ta dùng liều cao vài ngày chúng ta mới sợ, còn nếu mà chúng ta dùng liều thấp, chúng ta dùng thời gian ngắn thì chúng ta không có sợ đâu. Đó. À, loãng xương là cái vấn đề tất yếu ha, của tuổi già. Đó. Càng già thì càng dễ loãng xương. Vậy thì bây giờ mình muốn chống loãng xương thì mình phải làm sao? Mình phải làm sao? Theo các em chống loãng xương thì phải làm sao? Chống loãng xương thì làm sao đây? Chống loãng xương thì có thuốc chống loãng xương, có thuốc điều trị loãng xương chứ không phải là không có nha. Nhưng mà thuốc điều trị loãng xương đó thì thực ra tác dụng phụ cũng nhiều, với lại chỉ dùng trong một số trường hợp có chỉ định thôi. Chứ còn thuốc chống loãng xương á, đắt lắm nha, đắt lắm. Một cái liệu trình mà đi truyền cái thuốc còn chống loãng xương là hết mấy triệu, hay nói là 7 8 triệu gì đó, đó không hết đâu. À, còn cái cách mà đơn giản mà các em có thể chống loãng xương được đó là uống sữa vô nha, uống sữa vô ha, một ngày uống 2 lít sữa vô rồi tập thể dục nhé, tập thể dục ha, thì cái quá trình loãng xương của mình nó sẽ giảm mà. Thì các em thấy thực ra những người nông dân á, nếu mà họ có cái chế độ làm việc á, nó không quá nặng nhọc á, thì người ta ít có nguy cơ loãng xương hơn á nhé, nguy cơ loãng xương hơn. Trời, có gì nữa không, còn hỏi gì nữa không? Con hỏi gì nữa không? Nếu mà không hỏi gì á thì các em nghỉ giải lao đi ha. Các em muốn giải lao bao nhiêu lâu? Lớp trưởng. Dạ tùy cô ạ. À, tùy cô mới ghê nhá. Rồi được rồi. Thì cô rồi nghỉ giải lao tới 9 giờ kém 10 nha. 9 giờ kém 10 Dạ á. Ừ. dạ Rồi bắt đầu lại nhé. dạ vâng ạ. Nha. Ừ.